tôi dẫn đàn em xuyên sách, toàn cầu bị đóng băng. Chiếm lấy nơi trú ẩn an toàn của nhân vật chính, chặn tài nguyên của hắn và cướp cơ hội của hắn. Anh Ngưu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể phá sập nơi trú ẩn của Trương Nghị. Nhưng tôi quan sát thấy, có vẻ như có nhiều người lạ tụ tập xung quanh. Những người này không vấn đề gì, tất cả đều là người Trương Nghị tìm đến. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng Trương Nghị có ảnh hưởng lớn đến vậy. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng và bất an. Về kết quả lần hành động này, anh Ngưu, bây giờ chúng ta còn hành động không? Tất nhiên, nhưng trước đó chúng ta phải dọn sạch những kẻ không mời mà đến này. Nếu không chúng ta sẽ không thể xử được Trương Nghị. Dừng lại ngay, bước thêm bước nữa là sẽ bắn đấy. Đừng kích động, tôi đến chỉ muốn nói chuyện với thủ lĩnh của các người thôi. Anh là người được Trương Nghị mời đến giúp sao? Giúp thì không hẳn, nhưng chúng tôi thật sự muốn Trương Nghị sống sót. Vậy những người khác đi cùng anh cũng đến để cứu Trương Nghị sao? Với sức mạnh như thế này, đã đẩy lùi được nhiều thế lực, thậm chí cả những thế lực lớn hơn cũng phải chùn bước. Họ cũng sẽ cân nhắc đến chi phí khi đối đầu với tôi, nên đã chọn cách rời đi. Sao bây giờ vẫn còn người muốn cứu Trương Nghị sao? Anh Ngưu, hiện tại nguồn lực đang thiếu hụt. Muốn sống sót chỉ có cách ra ngoài tìm thức ăn. Nên khi một phe có người sở hữu dị năng này, đồng nghĩa với việc số lần ra ngoài sẽ giảm đi, và mỗi lần thu hoạch sẽ tăng lên. Vì vậy, các thế lực rất sẵn lòng hợp tác với hắn. Ngài muốn xử hắn, tức là chuẩn bị đối đầu với mọi thế lực. Ngài chắc chắn muốn làm vậy không? Nói nhiều làm gì? Muốn chết thì không cần dường giá như vậy. Còn ai muốn cứu Trương Nghị không? Nếu có thì ở lại, nếu không thì đi đi. Khi đánh nhau, tạn không có mắt đâu. Tôi vừa nói xong, vậy người còn lại đã dùng tay chân mà chạy về phía thế lực của mình. Hành động của tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ chính thức đối địch với bọn họ, nhằm chúng toàn một lũ vô dụng. Trong điện thoại đều là tin nhắn từ các thế lực gửi tới, hầu hết là chửi rủa và nói rõ rằng họ bất lực. Nhưng một tin nhắn lại thu hút sự chú ý của hắn. Có vẻ như số phận của anh chưa đến hồi kết. Hành động của Tăng Anh Ngư vừa rồi đã chọc giận tôi, hắn sẽ phải trả giá cho việc đó. Trương Nghị nhìn thấy tin nhắn này, toát mồ hôi lạnh sau lưng. Mọi người gửi tin nhắn chính là người đàn ông áo vàng vừa bị Tăng Anh Ngưu xử chít. Cẩn thận ẩn nấp. Giang tay, xem người ở đâu tối. Nhanh chóng xử lý đi. Đang xử lý, nhưng bọn chúng đông lắm. Hơn nữa đều nấp sau các tòa nhà. Thật sự không có cách nào. Chết tiệt, tất cả quay lại cho tôi. Nhìn Trương Nghị và giữ Trùng Tử, tôi sẽ tự hành động. Đừng nhìn tôi, chúng ta mau qua đó tiêu diệt bọn chúng. Hắn lấy đâu ra xe bọc thép vậy? Nạn của chúng ta bắn lên chẳng ăn thua gì. Hay là chúng ta rút lui? Dù sao anh cả chắc chắn không sao đâu. Ở lại đây nữa chúng ta cũng phải trả giá. Không được, anh cả cần thêm thời gian để hồi phục. Hắn cũng không thể lái xe vào trong đây. Chỉ cần cầm chân là chúng ta vẫn có thể chạy thoát. Anh Cường. À anh Ngưu, động tác và kỹ năng bắn súng của cậu chắc từng là lính nhỉ. Và chắc chắn có thành tích trong thi đấu nữa. Chú đừng trêu cháu nữa. Kỹ năng này đều là tự tôi luyện thôi. Giờ không phải lúc tán gẫu. Xử lý hết bọn chúng trước đã. Thuốc tăng cường này đã cải thiện sức mạnh của tôi đáng kể. Hiện giờ tôi có thể lực và tốc độ phản ứng vượt trội hơn người thường, và phản xạ nhanh nhạy. Anh Ngưu, anh thật là đỉnh. Anh Ngưu, làm sao anh phát hiện ra bọn chúng vậy? Có lẽ do tôi có năng khiếu bẩm sinh chăng? Đừng nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến lên nào, xử lý hết bọn chúng rồi nói sau. Khi chúng tôi tiến dần lên tầng trên, mọi người trong tòa nhà lần lượt bị xử lý. Cuối cùng chúng tôi đã lên đến tầng thượng. Những kẻ đó cũng chịu không nổi tổn thất này. Khoan, đừng vào đây. Có gì từ từ nói. Không cần phải động ra động súng đâu. Tha cho tôi, tôi sẽ nói hết. Tha cho tôi, mấy người từ đâu đến vậy? Sao lại định tấn công tôi? Trương Nghị có quan hệ gì với các người? Liên tiếp những câu hỏi được tung ra. Trước nỗi đau và sợ hãi,
Hắn không do dự một chút nào, đừng đánh tôi. Tôi sẽ khai hết. Chúng tôi là từ khu tỉnh Đông. Hành động lần này cũng do đại ca chúng tôi sắp đặt. Ông ấy rất quan tâm đến năng lực của Trương Nghị. Vì vậy, bằng mọi giá, phải đưa anh ta đi. Khu tỉnh Đông cách núi nhạc khoảng 2 km. Cũng coi như gần, nhưng sao họ lại đến từ xa như vậy? Vì đại ca chúng tôi rất cần năng lực không gian của Trương Nghị. Khu tỉnh Đông của chúng tôi nằm gần trung tâm khu Bình Dương. Xung quanh có nhiều trung tâm thương mại lớn. Để tranh giành tài nguyên ở đó, các khu vực lân cận đều tàn sát lẫn nhau. Nhưng mỗi lần chúng tôi chiếm được siêu thị, chưa kịp ngồi yên thì người từ khu khác lại đến cướp. Vì thế mỗi lần chúng tôi không thể phải rút lui thức ăn. Vậy nên đại ca các anh muốn mang Trương Nghị lần sau khi chiếm được siêu thị, anh ta có thể chuyển hết tài nguyên đi. Đúng vậy, và không chỉ chúng tôi, các khu vực lân cận cũng muốn mời Trương Nghị. Vậy còn người từ khu khác, có lẽ họ cũng sắp đến rồi. Vậy còn người ở khu khác, hiện giờ chắc họ sắp đến rồi. Chúng tôi đã chia nhân sự thành hai phần, một nhóm theo chúng tôi đến cứu Trương Nghị, nhóm còn lại chặn người từ các khu khác. Xét về thời gian, người ở các khu khác sắp đến rồi. Nghe tin này, cái chán tôi càng nhíu lại. Dù giờ rất sốt ruột, nhưng tôi vẫn còn vài nghi vấn. Được rồi, tôi đã hiểu đến điều này. Cuối cùng, tôi hỏi hai điều. Ai là sếp của các bạn? Súng của các bạn từ đâu ra? Sếp của chúng tôi chính là người thứ hai mà ông đã gặp. Ông ấy đã trực tiếp nói chuyện với ông. Nhưng ông ấy không phải đã bị tôi xử sao? Các bạn có cần phải chiến tranh với chúng tôi vì một người không? Ông ấy có thể chết. Thời gian cũng gần hết rồi. Các bạn xem ông ấy còn nằm ở đó không? Tôi và Hữu Kế đồng thời nhớ mắt lại. Cả hai vội vàng nhìn về phía khu Nhạc Sơn. Vì lúc này hỗn loạn nên không chú ý. Đến bây giờ mới phát hiện, màu vàng nổi bật trong tuyết bây giờ đã biến mất không để lại dấu vết. Con súng của các bạn đâu? Về súng, tôi tin rằng các bạn cũng đã có câu trả lời. Các bạn có thể nhìn vũ khí mà chúng tôi đang sử dụng thì sẽ biết nguồn gốc của chúng ở đâu. Lúc đó, chúng tôi ba khu đã đoàn kết lại. Gần một nửa người đã chết. Chúng tôi mới khó khăn lắm lấy được hơn 100 khẩu súng. Thật ra, từ khi đến tòa nhà này, tôi đã để ý rồi. Họ đều dùng vũ khí quân dụng đồng bộ. Nhớ lại trước đây, báo chí từng đưa tin khu vực này được cứu trợ. Trong lòng tôi đã có suy đoán. Nhưng Hữu Kế, một cựu chiến binh, muốn bật khóc. Anh ấy giơ súng lên, bắn thêm hai phát vào người kia. Toàn thân anh ấy run lên vì giận dữ.